Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng kiểm tra xe ô tô Đại Dương kiểm soát 60C19044 kéo rơ mô 60R954 do Huỳnh Văn Thao 43 tuổi, làng Mỹ Phong, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định lãnh đạo lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh. Chi Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình kiểm tra số hàng hóa trên xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 3.100 chai rượu do nước ngoài sản xuất, bao gồm gần 1.190 chai rượu Baltika, 1.740 chai rượu Bacardi và 180 chai rượu Dông Nai Quân Cơ, tổng lạnh trị gần 1,5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thao không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số rượu này. Đây là vụ nắm giữ số lượng rượu ngoại lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện cơ quan chức năng tỉnh này đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo pháp luật của pháp.